Tại hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Doha, Qatar, đoàn đại biểu Việt Nam đã có sự tham gia một cách tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động đa phương cũng như song phương. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung của toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại Doha. Tham dự hội nghị Doha, đoàn đại biểu Việt Nam đã tiến hành hoạt động quan trọng nhất vào ngày hôm qua, đó là phát biểu của trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trước hội nghị. Việt Nam khẳng định quan điểm ủng hộ việc thúc đẩy giai đoạn cam kết thứ hai của Nghị định thư Kyoto và không để có sự gián đoạn giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tham dự COP 18 tại Doha, thì quan điểm Việt Nam là tiếp tục cùng với các nước đang phát triển ủng hộ cái cơ sở pháp lý quan trọng đã tạo dựng được, đó là Nghị định thư Kyoto, và tiếp tục có những đàm phán để có mở ra một cái hướng, một cơ sở pháp lý mới toàn diện và linh hoạt hơn. Tại hội nghị Doha, đoàn Việt Nam đã tham dự hàng chục phiên họp song phương và đa phương cũng như sự kiện bên lề với nội dung thảo luận bao trùm nhiều lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu như tài nguyên môi trường, nông lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải. Sự tham gia tích cực vào các hoạt động của hội nghị thể hiện trách nhiệm của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm khí thải, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là lợi ích của Việt Nam trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Tham gia đàm phán lần này thì rõ ràng là lợi ích của Việt Nam luôn đồng nghĩa hành với lợi ích của các nước đang phát triển, với các nước mà có những thách thức đang đặt ra đặc biệt với biến đổi khí hậu như Việt Nam. Thông qua cái hội nghị này thì sẽ tạo ra những cơ chế để các nước phát triển có những cái trách nhiệm cụ thể trong vấn đề cam kết bố trí tài chính cũng như là vấn đề chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực. Hiện Việt Nam đã đề ra chiến lược tăng trưởng xanh và thông qua kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 8 đến 10% so với mức của năm 2010. Ứng phó với biến đổi khí hậu là một nỗ lực lâu dài và không thể làm một mình, mà đòi hỏi có sự hợp tác giữa các quốc gia. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở quy mô rộng hơn vẫn chưa được khai thông, thì việc thực hiện từ những bước đi nhỏ được nhìn nhận là chiến lược phù hợp với các nước đang phát triển như Việt Nam, nhất là khi tham gia các diễn đàn quốc tế lớn như Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Thùy Trang, Đài truyền hình Việt Nam từ Doha, Qatar.